Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em tinh hợp bài bài số 3 sức kính chịu trong số bài giảng Hệ Liêm nếu không phải quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hệ Liêm đã hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ giảng hôm nay. Và hôm nay mình sẽ bài số 3 trao đổi thông tin trên mạng xã hội. Học xong bài này em sẽ thực hành giao lưu trao đổi thông tin trên mạng xã hội Facebook. Biết được lợi ích của mạng xã hội, đồng thời nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin và mục đích sai trái. Giờ trước hết mình sẽ câu hỏi đầu bài khi vì sao có người nhiều người tham gia mạng xã hội như vậy. Ví dụ mình thấy là hiện nay có rất nhiều người tham gia mạng xã hội như là Facebook, YouTube, được này, TikTok này kia, được này. Nhưng mình thấy là có nhiều người tham gia mạng xã hội vì khi tham gia mạng xã hội có thể kết bạn với nhau, có thể nhắn tin, thực hiện cuộc gọi video, chia sẻ hình ảnh video cho bạn bè mà không giới hạn vị trí địa lý, được này. Như vậy mình nhờ có mạng xã hội mình có thể rút ngắn khoảng cách mà không phân biệt là ở đâu, ở quốc gia này, đúng không? Như vậy câu hỏi này các em trả lời sao? Có nhiều người tham gia mạng xã hội vì khi tham gia mạng xã hội có thể kết bạn, nhắn tin, thực hiện gọi video, chia sẻ thông tin hình ảnh video cho bạn bè, mà không giới hạn vị trí địa lý. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo phần số 1 là trò chuyện qua Messenger. Em có thể nhắn tin, thực hiện cuộc gọi hoặc là cuộc gọi video bán với bạn bè, gửi hình ảnh, tập tin cho bạn một cách dễ dàng qua Messenger. Hình số 1. Trò chuyện trên Messenger là một chức năng cơ bản của Facebook. Thì mình quan sát hình số 1, đây là cơ sở gửi tin nhắn trên Messenger. Như vậy là đây. Lúc này mình sẽ dùng để gọi video cho người đó. Bấm nút này thì mình có thể gọi điện thoại, khỏi có nghĩa là không có hình, có tiếng thôi. Lúc này thì mình có thể gửi hình ảnh hoặc là video. Lúc này mình có thể gửi một cái tập tin nào đó, đúng này. Giờ mình muốn nhắn tin gì mình sẽ nhắn ở đây. Bạn đã làm bài tập môn tin học chưa, đúng này. Giờ các em gọi xong enter hoặc đó lúc này thì sẽ gửi đi thôi, đúng này. Số 2, mình sẽ học về thực hành trao đổi và chia sẻ thông tin trong nhóm của Facebook. Như vậy là trước hết mình phải tạo nhóm, sau đó mình có thể chia sẻ thông tin trong nhóm, đúng không? Giáo viên sẽ chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ gồm có 3 học sinh thực hiện tìm hiểu và thảo luận về chủ đề những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến cuộc sống và môi trường. Em đã làm gì để chống lại biến đổi khí hậu? Giờ mình xem phần hướng dẫn, các em sẽ xem phần hướng dẫn để các em làm theo nha. Hướng dẫn bước 1, mình sẽ vào www.facebook.com đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân của các em. Bước 2 sẽ tạo nhóm trên Facebook để trao đổi với thành viên trong nhóm. Tại cơ sở Facebook cá nhân, mình sẽ nhấn chuột vào dấu cộng ở phía trên đây. Giờ sau đó xuất hiện một cái bảng Create thì các em sẽ chọn Group để tạo nhóm như hình số 2. Đúng rồi. Hình số 2 là bảng chọn tạo các thành phần trên Facebook. Thì mình sẽ vào nút cộng này Create giờ Group để tạo nhóm nha. Giờ sau đó mình sẽ chọn và điền các thông tin vào cột bên trái của cửa sổ Create Group. Hình số 3, nhập tên nhóm ở group name, chọn nhóm công khai, public hoặc là riêng tư ở Right. Đúng này. Và mời thành viên tham gia nhóm, mình sẽ nhấn chuột vào ô Invite Friend, gõ tên tài khoản Facebook hoặc là địa chỉ email của thành viên đó. Sau đó mình chọn nút Create. Bước 3, đưa nội dung thông tin cần trao đổi. Mình quan sát hình số 3 là cơ sở tạo nhóm. Đây, đây là tên nhóm. Giờ mình sẽ chọn riêng tư, đúng không? Giờ đây là nhóm ảo. Hai group là nhóm ảo. Visible là cho hiện lên. Invite friend, mình sẽ bấm vô đây để mình mở friend bạn của mình để tham gia nhóm này, đúng không? Tại cửa sổ nhóm thì các thành viên đưa thông tin cần trao đổi bằng cách chọn cái nút này. Nhấn chuột vào phần tạo bài What's on domain sẽ xuất hiện cửa sổ Report. Nhập nội dung trao đổi và mình sẽ bấm nút Post thì nó sẽ gỡ đi. Như vậy là các thành viên có thể trao đổi chia sẻ thông tin trong nhóm riêng của mình. Đúng rồi. Phần số 3 mình sẽ học về lợi ích của mạng xã hội.
Từ khi bắt đầu xuất hiện thì mạng xã hội đã mang lại những lợi ích không nhỏ trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề và trong liên lạc công việc, tuyển dụng, trao đổi học tập, kinh doanh, mua bán và tương tác xã hội. Mạng xã hội giúp ta có cơ hội kết nối với mọi người trên khắp thế giới. Em có thể trở thành bạn bè hoặc là người theo dõi ai đó và trao đổi thông tin với họ bất cứ lúc nào. Khi có người bình luận, khách thông tin mình chia sẻ sẽ tạo ra niềm vui. Sử dụng mạng xã hội dễ dàng trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống. Trên mạng xã hội em có thể biết khi một số thông tin. Giờ tiếp theo phần số 4 là hậu quả của sự thiếu hiểu biết trong sử dụng thông tin trên mạng xã hội. Thì mình thấy là mặc dù đem lại nhiều lợi ích, các mạng xã hội cũng bộc lộ những ảnh hưởng xấu liên quan đến quyền riêng tư, thu thập thông tin, bảo mật, nguy cơ sử dụng chúng sai mục đích. Nhiều thông tin không đáng tin cậy, không được kiểm soát chặt chẽ lan truyền một cách nhanh chóng sang mạng xã hội đã gây những hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ là những video mang nội dung xấu hoặc là có tính bạo lực lan truyền trên mạng xã hội đã làm cho nhiều em bắt chước theo và dẫn đến những hậu quả thương tâm. Vì vậy khi đọc thông tin, đăng tin trên mạng xã hội mình phải chọn lọc những nguồn đáng tin cậy nha. Mình nhớ là những thông tin trên mạng xã hội, nhất là ở Facebook thì mình thấy là những thông tin đó là không đáng tin cậy, mình phải kiểm tra. Còn nếu mình muốn thông tin đáng tin cậy thì mình có thể vào những website chính thống, đúng nè, mình xem thì nó sẽ chính xác hơn. Còn giống như là báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên này kia thì những tin tức đó sẽ là chính xác, đúng nè. Giờ thông tin cá nhân trên mạng xã hội có thể bị sử dụng những mục đích sai, mục đích xấu, vi phạm quyền nhân tư. Ví dụ như là khi không ta không công khai thông tin số điện thoại, địa chỉ nhà lên mạng xã hội, kẻ xấu có thể dùng thông tin đó để tống tiền, đe dọa. Người bán hàng có thể gọi điện thoại liên tục để quảng cáo, bán hàng gây phiền toái. Do vậy cần hạn chế tối đa việc đăng và lập lộ thông tin cá nhân của bản thân hay những người khác lên mạng xã hội nha. Một số học sinh bị bắt nạt trên mạng, bị áp lực từ những bình luận tiêu cực dẫn đến lo lắng, căng thẳng, trầm cảm. Đã có những trường hợp học sinh tụ tập đua xe hay là bị xấu do bị dụ dê trên mạng xã hội. Vì vậy chỉ nên kết bạn với bạn bè, người thân, những người mà mình biết trong đời thực. Việc lạm dụng quá nhiều các giao tiếp trực tuyến sống ảo dẫn đến sự xa rời giữa người với người trong thế giới thực, làm ta mất đi kỹ năng xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và làm việc. Em chỉ nên dùng mạng xã hội phục vụ học tập, giải trí, giao lưu bạn bè và người thân với sự hướng dẫn và kiểm soát của người lớn nha. Giờ tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi hoạt động. Em hãy nêu 4 ví dụ về những việc cần tránh khi sử dụng mạng xã hội. Như vậy mình sẽ nêu 4 ví dụ nha, những việc cần tránh khi mạng xã hội. Giờ như vậy là câu này các em có thể trả lời sao? Như vậy 4 ví dụ về những việc cần tránh khi sử dụng mạng xã hội. Thứ nhất là không công khai các thông tin riêng tư như là mật khẩu ngân hàng, mật khẩu thư điện tử hay các thông tin cá nhân khác như địa chỉ nhà, số điện thoại, thư điện tử lên mạng xã hội nha. Không đăng các thông tin khi chưa được công nhận có thật hay là không. Nếu mà không có thật, người ta gọi là tin giả nha. Không đăng các thông tin có nội dung bạo lực, phản cảm, gây tranh cãi và ảnh hưởng xấu đến cá nhân, một cá nhân nào đó trên mạng xã hội nha. Không đăng các thông tin có nội dung đe dọa tống tiền người khác lên mạng xã hội nha. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo. Giờ tiếp theo phần vận dụng. Em hãy tạo một nhóm trên Messenger của Facebook, gửi tin nhắn, gọi video để trao đổi về bài tập được giao làm theo nhóm nha. Giờ phần vận dụng này các em sẽ thực tập làm nha. Mình sẽ đến câu
hỏi phần luyện tập. Trong các câu sau những câu nào đúng? Giờ mình xem câu nào đúng nha. Câu số 1, mạng xã hội giúp em giới thiệu bản thân, thể hiện quan điểm. Thì mình thấy là câu này đúng. Câu số 2 là sử dụng mạng xã hội quá nhiều sẽ dễ dẫn đến trầm cảm, học tập sa sút. Thì mình thấy là câu này đúng. Nếu các em mà dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội thì mình sẽ dễ trầm cảm, đúng không? Và học tập sẽ sa sút. Câu số 3, mạng xã hội là nơi tuyệt đối an toàn, không không ai bị lừa hay bị lôi kéo vào những công việc phạm pháp. Thì đây là câu việc là sai nhé. Mạng xã hội là không an toàn tuyệt đối đâu nha. Mình chỉ tham gia mạng xã hội để giao tiếp với những người mình quen biết ở ngoài đời thật thì sẽ tốt hơn, đúng không? Câu số 4 là mạng xã hội làm tăng tương tác trực tiếp giữa người với người, giảm tương tác cộng đồng ảo. Khi mình thấy là câu này sai. Mạng xã hội chính là một tương tác của cộng đồng ảo, đúng không? Như vậy là mình sẽ có hai câu đúng và hai câu sai, đúng không? Như vậy là câu này các em trả lời là câu số 1, số 2 là đúng và ba, câu số 3, câu 4 là sai, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ cuối cùng mình sẽ tóm tắt bài học hôm nay. Sử dụng Facebook có thể nói chuyện trực tiếp với bạn bè hoặc là tạo nhóm để cùng học tập, trao đổi thảo luận. Việc lạm dụng và sử dụng thông tin không đúng cách trên mạng xã hội sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng không tốt, đúng không? Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng gì thì bấm click chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em đã chưa đăng ký kênh Hải Liêm thì em sẽ bấm đăng ký ống chuông để xem bài giảng mới nhất của Hải Liêm nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.